Nghèo nàn, thật nghèo nàn. Tiêu xài xa xỉ thành thói như vậy, của đâu mà chịu được. Bốn cung là hoàng hậu do hoàng thượng thân phong. Chị. Tính kỹ lại thì cũng được 6 năm 4 tháng lẻ 3 ngày, không có thị tẩm rồi. Cô ta là đáp ứng do hoàng thượng thân phong, bổn cung là quý phi được hoàng thượng thân phong. Trời ơi, Tứ A Ca là người chạy nhanh nhất. Tẩm mộ bằng sâm núi ngọc thị, quả nhiên là có khác. Chỉ nói đùa thôi mà. Gạt ta chứ gì, ai cũng đang gạt ta. Rõ ràng là một A Ca lại gạt ta nói là công chúa. Hoàng thượng lễ trọng Mông Cổ, cô dám đụng tới tôi? Hoàng thượng thích như vậy thì cho gọi lệnh quý phi là được. Hoàng thượng còn nuốt nổi thức ăn sao? Hoàng thượng, thần tiếp xin người thương xót. Ô Lập Na Lập Thị, bị nhốt trong vực Khôn Cung, vẫn chưa chịu tha cho bổn cung mà. Lệnh quý phi còn thở được không vậy? Hoàng thượng chưa bao giờ sủng hạnh ta. Mỗi khi thị tẩm, ta đều tự trải một lớp thảm mỏng quỳ ở dưới đất. Hoàng thượng chưa bao giờ đụng tới ta.